Trung xin chào quý anh chị nhá và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại thì Trung đang ở trên bàn đồng buông, anh đang thợ xây gọi gấp Trung lên trên nhà của anh Đông, chẳng biết được có chuyện gì. Đấy, trời rất là nắng, lúa của bà con ở trên bàn đồng buông đấy, vụ này rất là tốt đấy. Anh chào Ly nhá. Chào các cô các bác. Ly đi đâu ấy? Đi sửa nước á. Thế là trong ba ống này là ống nào là ống nước của nhà em? Ống này nhà em ạ. Ống bên kia à? Thằng nào thế bẹp xuống hết rồi này. Vâng. Chắc đêm qua mưa nên là bị tắc như nào rồi. Thế tí nữa mới đi thả dê à? Ba giờ mới đi thả dê. Đấy, hôm vừa rồi thì chúng chở vật liệu cho anh Tành ấy. Đấy, anh Tành đang làm chuồng bò ở phía bên trên kia. Chuồng bò nhìn từ xa rất là rộng luôn. Giờ thì chúng đã đến nhà của anh Lung rồi. Đấy, cũng rất là lâu chúng chưa lên nhà của anh Lung. Đấy, xe của anh Vàng là ở kia thôi. Anh Lung ơi. Dạ. À đây. Đấy. Em chào anh Lung nhá. Vâng. Đấy, em chào anh Vàng thợ xây. Đấy, bắt tay với anh Lung rồi anh nhỉ. Chồng mới về thang anh. Thế anh em giờ mới ăn cơm á? Vâng. Ăn cơm muộn thế anh Vàng? Đi thăm đứa con ở viện về. Đi viện về á? Thế là con của anh Lung hay là con của ai là đi viện này? Kêu con đi làm lấy khai sinh, nhưng mà lại đi đến cái kia nó lại đi vào trong kia lại đi làm tát, nó lại thằng kia lại vang vào. Ai vang vào anh Lung? À, cái vụ tai nạn ở dưới nhà em sáng nay phải không? Đúng rồi. Đấy là con trai với là con dâu của anh à? Vâng. Ui giời ơi. Nó định rẽ vào trong xã kia, xong là thằng kia lao mạnh quá, ui rồi. Đấy. Đấy, mọi người là chú ý là đi lại ở trong cái dịp nghỉ lễ này, nhất là chỗ đoạn ngã ba ngã tư đấy. Đấy, rất là nguy hiểm luôn anh Vàng anh Lùng ạ. Thế tình hình là có bị thương nghiêm trọng lắm không anh Lùng? Anh Vàng bình thường thôi. Người thì không sao, cả hai thằng kia vẫn không sao, hai thằng kia vẫn chở một đứa nhỏ như đứa này. Sáng nay gặp nó bảo đi sao đi đâu mà đi nhanh thế. Thì cũng vẫn bình thường sao. Thế à? Vẫn là trẻ trẻ mà. Đi đấy, chú xin đấy à? Bắc Ninh à? Đấy, chắc là mọi người làm hết cái kỳ nghỉ lễ rồi thì bắt đầu là chiều nay ai đi làm xa là đi làm thôi, để tiếp tục công việc nên là mọi người đi cũng nhanh đúng không? Đấy, thôi người không sao là tốt rồi anh Lùng ạ. Đấy, rất là nguy hiểm luôn. Chỉ có xuất sang một tí con rau thì bảo là chịu chân anh làm. Mà vừa rồi là anh làm đầy tháng cho con rồi đúng không? Con cháu ấy đúng không? Cháu của anh Lùng ấy. Đấy, hôm nay anh Lùng cũng có mời em lên ăn bữa cơm. Nhưng vì là cái công việc của Trung thì rất là bận nên Trung không có thể lên ăn bữa cơm cùng với lại gia đình anh Lùng được. Hôm đấy chúng cũng xem qua video của anh Sự rồi. Đấy, chúng cũng đã biết đến bữa cơm đầy tháng ngày hôm anh Lùng mời Trung đấy. Đấy, anh Lùng thông cảm cho em nhé. Hôm nào thì em lên sau. Đấy, sắp tới này thì chắc chắn là anh Lùng lại tổ chức đám cưới cho con đúng không? Thế là cháu là như nào? Cháu là bây giờ là ở nhà là cũng đi theo rồi, đi theo bố mẹ. Cháu đi cùng cháu còn bị vừa ngã xong là khóc. Ôi rồi, hai vợ chồng cũng cho cả con đi theo. Ôi rồi ôi. Nhất là con thôi, hai vợ chồng già thì cũng sao, vợ gì đấy. Bị chẹo chân. Thì chú mong này nó bị qua vào đâu ấy, thế đi cũng được mấy. Cháu thế là bây giờ chắc chỉ được mấy tháng rồi đúng không anh Lùng? Hơn tháng một tí rồi. Thế đang được có hơn tháng một tí. 40 ngày. Rồi đi đâu xa là chú ý con nhỏ đi theo, quá nguy hiểm luôn.
sợ quá mất rồi. Xa thì con bé nó không nên cho con đi cùng. Đấy, như đi làm giấy khai sinh thì chỉ một mình là con của anh Lùng đi là được thôi chứ mình cần gì phải cả vợ rồi là cả con đi theo, không? Mà chẳng phải là mình không có sữa thì mình không trông được cho đi theo mẹ. Thì không cho con dâu ở nhà. Thế là cái đứa bé kia là như nào, cháu của anh ấy là có bị thương nhiều lắm không? Chưa biết được, thế họ đã chụp chéo nhưng mà vẫn chưa chụp được. Ôi dồi, đang được có hơn tháng mà xảy ra cái vụ tai nạn như này. Sáng nay là cả bên công an rồi là mọi người đến đang làm việc này. Đấy, rất là nghiêm trọng đấy. Buổi chiều xem nó chụp về xem như thế nào thì không biết được. Thôi, anh em ăn cơm đi. Đấy, em đang nghỉ trưa thấy anh Vàng Thợ Xây gọi điện này. Ở lên trên nhà của anh Lùng này có chuyện gì anh Vàng? Có gì đâu, anh bảo là anh bán con một đôi trâu thế và xem. Nhưng mà em có chú lắm chăn trại đấy thì mua đi vào trong đấy nuôi thì tốt quá, nhưng không có tiền thì chắc ai mua được thì mua thôi. Tức là nhà anh Lùng là lại bán cái đôi trâu đấy đi. Tức là nuôi vất quá hay là như nào mà lại bán đôi trâu đi? Như thế này. Bảo là một thời gian thì xem có bán được thì một thời gian thì giả cái tiền của con rau trước thì mình chưa thì mình giả con rau trước. Giả tiền của con rau trước là có tiền thì mình cũng chưa sâu. Tức là bán đôi trâu ấy đi để trả lễ cho bên nhà gái đúng không? Thế là cái lễ bên nhà gái là lấy bao tiền đấy? Vừa rồi mà cái đợt mà anh hỏi em lên đấy là cái bên con dâu của anh ấy thì lấy tổng hết là bao nhiêu tiền? Em chả nắm hết đâu. Mày mấy triệu tính ra tức tập là cả thịt này cả gạo, ví dụ gạo, rượu, linh tinh ấy thì chắc hơn 20 triệu tí. Hơn 20 triệu cả? Ồ, thế tính là cao đấy đúng không? Đấy, nếu mà đơn giản nhất, nếu mà mình không đi làm gì á, thì mình không được, không làm ra được cái số tiền nó trên 20 triệu đâu anh Vàng ạ. Đấy, kiếm 20 triệu là không hề đơn giản chút nào. Ý anh Vàng là muốn là gọi em lên đây, muốn là hỏi xem là em có mua đôi trâu đấy không đúng không? Nếu mà mua thì có thể là cho anh Vàng đấy, vào trong đấy là chăn luôn một thể đúng không? Đúng. Chia đôi hoặc là như nào? Đấy, nuôi rẻ là anh đấy không có tiền mua thì anh mới gọi cho em. Chính là chuyện như vậy. Thế anh Vàng là có một con trâu rồi lại muốn nuôi thêm à? Một con thì lại không bó nuôi mấy. Ấy dạ, đấy, muốn là chơi lớn là mua thêm. Vâng. Ấy dạ. Con thì cũng dùng một người chăn mà đôi trâu của nhà anh Lùng này đẹp lắm. Đẹp như đôi của anh bên kia luôn. Đúng rồi, đẹp hơn đấy. Còn cái đợt mà em làm nhà đấy là đợt đấy là con trâu đấy là vừa mới đẻ mà nhà anh Lùng nhà. Bán cho họ thì tiếc quá. Nhìn nó đẹp. Chẳng là không còn cái số tiền của con rau này là anh cũng bán ấy. Thế thì anh Lùng bán một con thôi, xong là để lại một con. Bán một con thì nó chỉ tầm 10 triệu, 11, 12 triệu thì cũng không đủ tiền. Thôi, bây giờ là dậy đi xem là đôi trâu ấy như nào. Đấy, nếu mà anh Lùng muốn bán là như nào thì em không mua được thì có thể là em giới thiệu cho ai về mua cho anh Lùng được. Em cứ tưởng gọi em có việc gì, ấy à, anh em ăn cái gì đây? Ăn rau với là cái gì kìa? Từ dây bò à? Mấy lạng. Nhà của anh Lùng lắp mạng wifi cứ được anh Lùng? Họ lắp cho. Lâu quá không lên trên nhà của anh Lùng rồi này. Đấy. Wow. Cái vụ vừa rồi là thu được nhiều quả bí này không anh Lùng? Vài quả này thôi. Chỉ được vài quả này thôi à? Đấy, ở bên cạnh này là cái căn nhà bếp của nhà anh Lùng. Anh Lùng nếu mà xem là cái khung nhà cũ này nếu mà có ai mua ấy thì vừa giá anh bán đi xong là anh xây kê luôn được. Đấy.
lý thì bán đi thôi anh. Đấy, chắc này có nước không anh Lung? Chưa, anh đang định tìm một chú hay như nào xây, mình xây vào là mình mới đặt cái chân cho vào là mình xây lắn cái sân vào thì đặt vào cái chỗ nào cao cao thì nó nước không lên được. Lùi thẳng nhá, lùi thẳng nhá. Đi thẳng luôn nhá, lùi chéo sang bên kia rơi xuống ao đi thì ao cá này bây giờ nuôi nhiều cá không anh Lùng, hay là chỉ mấy con cá rô phi đây? Em chào chị nhá. Chị đang ra tới là đang làm gì kia? Ao cá nhà anh Lùng. Cái chỗ đất này là toàn bộ là đất của nhà anh Lùng hết hả anh Lùng? Thế cũng rộng nhờ. Nhà anh Lùng rộng đấy. Sáng nay cả vợ anh cũng đi à? Vợ thì lại đi lên trên rừng, anh đâu? Lại chăn trâu nha, con lại đi vào trên kia. Lại con lại từ đây hẳn đi kia. Vàng lại đi. Wow, con nhé này đẹp chưa? Con nhé này là con được là con cái đây. Con cái à? Thế là cũng như đôi trâu của bên nhà anh Vàng nhờ. Đấy, con trâu mẹ to nhờ. Trong anh đồ mua con mẹ này là bằng con này thôi, mua 20 mấy triệu. 23 triệu 500. Thì trước em cũng đã nói rồi, khi đấy là giá trâu bò nó cao. Đấy, bây giờ thì trâu bò nó mất giá rồi. Đấy. Mất giá. Thế là nếu mà bây giờ anh Lùng bán là đôi trâu này là anh Lùng bán là bao tiền? Tầm khoảng 26 đến 27 triệu. Nếu mà ví dụ như bây giờ bóc tách ra con nhén này, con cái nhá, đấy là nếu mà bây giờ bán thì từng con thì anh Lùng tính là giá như nào? Con trái bên trong nhá. Không biết tính nữa mà bán cả đôi. Tức là không bán lẻ đúng không? Bán là tính cả đôi luôn. Là đôi này là tầm khoảng 25 đến 26 triệu. Rồi nếu mà đôi này mà cái thời điểm mà châu đắt đó, đôi này phải tầm khoảng 35 đến 40 triệu á. Anh Lùng ạ. Đấy. Bây giờ là chỉ có nếu mà người ta đến mua là người ta một là người ta không cân ấy, người ta lại ép giá. Đấy, rẻ. Nếu mà hai người ta cân thì lại không được giá mấy rồi. Đúng không? Đấy. Cân thì rất là rẻ luôn. Mà trâu của nhà anh Lùng này là trâu rất là đẹp này. Đấy. Con mẹ này là đẻ được mấy con rồi anh Lùng? Mấy một con này đâu rồi? Mỗi một con này á? Con này con đầu à? Ô, sao lại cái tai nó lại bấm này? Bọn nó bảo là ai có trâu thì bấm tai vào mà thế. Ăn lúa của họ bấm tai. Em cứ tưởng là đây là con trâu của bên nhà nước hỗ trợ. Mình khác tỉ tú của mình thôi. Thường thường là nếu mà bên nhà nước hỗ trợ á, trâu hoặc bò của dự án là đều phải bấm cái lỗ tai như này này, anh Lùng này. Cái này thì anh Lùng này tự bấm vào. Đấy, xong là xá nó khắc bấm vào đấy. Xá bấm vào. Nhưng mà mình khắc tiểu khắc tiểu mua về thôi. Nhà anh Lùng mà có trồng được nhiều cỏ anh Lùng? Ôi giời, trồng thì vẫn không trồng được. Đấy, cỏ này là như cỏ của bên nhà anh Vàng, nhà anh Vàng nhờ. Cỏ này cỏ non này là trâu rất là thích ăn này. Đấy. Con này to như con cá nhỉ? To ngang ấy, nhưng mà con này nó cao, nó đẹp hơn. Con của anh không đẹp bằng con nhé này đâu. Bằng đôi của hôm nay anh em mình đi xem á. Đấy, bằng đôi đấy ấy. Nếu mà tính ra là muốn một con này là tầm khoảng 12 triệu đúng không? Hơn 12 triệu nha. Anh Lùng nhỉ? Đấy, nếu mà bây giờ phải gặp người mà tức là mua về nuôi ấy, nếu mà mình gọi thợ lên thì chắc chắn là theo em khẳng định là không bao giờ bán được cái giá mà 25 đến 26 triệu.
thật sự luôn. Đấy, bởi vì là cái thị trường bây giờ ấy, em hiểu mà. Thôi để em tính toán xem như nào nhanh vàng nhá. Đấy, bởi vì là thật sự ra cái số tiền ấy thì em có thôi anh vàng ạ. Nhưng là em là cũng đang gom tiền vào. Đấy, em cũng chuẩn bị là mua xe to. Đấy, cho nên là lại trích ra một khoản mà mua trâu này ấy, thì thật sự ra là sợ là ít nữa em mua xe ấy, thì lại không đủ được. Em mua xe to à? Em lại bán xe cũ nhà của em đi. Đấy, em lại mua xe to hơn nữa. Đấy. Xe hiện tại là xe của em là 6 khối, em mua xe 7 khối. Em mua xe 7 khối, em mua xe 2 cầu đời cao. Bây giờ thì nói chung là đi đồi, đi núi, đi vào bản thì nó sẽ tiện hơn nhiều, với lại nó ít hỏng hóc hơn. Đấy, bởi vì là xe của em cũng cũ rồi. Đấy, nên cũng đến lúc là phải thay đổi anh vào, không hỏng nhiều là tiền sửa mất rất là nhiều luôn. Đấy. Đấy, anh vào là anh ấy muốn là mua thêm hai con trâu này nữa. Đấy, anh ấy là sắp tới này sẽ vào trong lán trại của nhà chung. Đấy, làm ở trong đấy vừa có lương này, đấy, vừa còn chăn nuôi đấy, thêm đấy, có thêm cái thu nhập cho anh đấy. Chúng cũng rất là mừng thôi, chúng cũng tin rằng là với sự chăm chỉ đấy, cần cù của anh vàng đấy, chúng tin là anh ấy sẽ làm được. Bởi vì là ở trong lán trại của chúng thì đợi ngày mai hoặc là ngày kia ấy, cái chiều nay thì chung hẹn với lại anh vàng và trong đấy xem. Nhưng vì là chiều nay là cái công việc của chung thì đang nhận hai ngôi nhà ở trên bản thì khách này gọi rồi đấy, cho nên là chung chiều nay đi chở hàng nên là có thể cùng với anh vàng đi vào trong lán trại được đấy, để ngày mai thì chung sẽ cùng với anh vàng vào trong đó, chung sẽ quay video chia sẻ cho quý khán giả các cô các bác xem đến cái mô hình lán trại ở trong vườn rừng của Trung ấy. Mà anh vàng sáng nay anh cũng nói là anh nhận thêm hai con bò của dự án nữa mà. Vâng. Đây à? Nếu mà thêm cả hai con này cả con trâu nữa là nó rơi vào 5 đến 6 con ấy, liệu có nuôi nổi không đây? Càng đông càng tốt mà, đủ bón người đi. Nhưng mà anh chắc chắn không? Anh chắc chắn là nuôi được không? Nuôi được. Hả? Nuôi được. Đây à. Con trâu này nó cũng chạy như con. Nhưng mà anh chưa biết đến lán trại của nhà em thì anh dám khẳng định là anh nuôi được. Không, anh trong này cũng có chăn được mà. Trong này cũng rộng mà. Trong chỗ nào? Qua là cái đồi vào trong kia. Úi giời ơi, trong kia là rộng thật. Ở chỗ lán của anh biết đấy à? Đấy, chăn vào khu đấy không có cái gì luôn. Bây giờ ôi giời, nhưng mà vào trong đấy thì em thấy là nuôi nó vất vả hơn rất là nhiều, bởi vì lúa mọi thứ ở trong đấy trồng nhiều lắm, không đơn giản. Nó nuôi 5 con trâu bò là anh là không được nghỉ tí nào đâu đấy. Gia đình nuôi thì mình phải nuôi nhiều. Đúng rồi, cái đấy là em sẽ tính toán nhá. Đấy, nếu mà anh vàng mà nhận được thêm hai con bò tầm khoảng tháng nữa, với lại cộng thêm con trâu ấy, với lại anh đấy vào trong lán trại ở chỗ nhà của Trung đấy, thì lương tháng của anh đấy là có đều rồi. Và trong đấy anh chăn nuôi được thêm như thế là anh vàng là chẳng mấy chốc là hơn cả em xính một chân nhỉ. Còn chiều nay chắc là em không vào được rồi anh vàng. Chiều nay thì em lại đi chở vật liệu rồi. Đấy, chiều nay thì anh cứ bố trí cái thời gian cùng với lại anh Lùng xem là con của anh Lùng cũng như là cháu xem như nào nhá. Đấy, áo cá của nhà anh Báo này, mà có ngày nào chúng mua giống cá lên thôi. Đấy, giờ là thả cái lá chuối ở phía bên kia là cá cũng ăn được rồi. Đấy, còn phía bên kia là chuồng trại của nhà anh Táo này. Đấy, toàn bộ cái khu đất này là đất của nhà anh Lùng, quá rộng luôn. Lúa ở chỗ đằng sau nhà bếp đấy là bây giờ cũng đang trổ bông rồi anh Lùng. Úi ôi, em nhìn thấy là nhà anh Lùng này có mấy con chó con đẹp nhờ. Ui, có một đàn á.
Thế bây giờ là con có mỗi hai con này anh Lùng? Con trắng này đẹp nhờ. Đấy, con ở trước sân đấy là con vàng này. Chị đang làm gì đấy? À, đấy thì giặt quần áo, bây giờ là đến rửa nghệ à? Rửa nghệ này là chị mang đi bán à chị? Vâng. À, cái nghệ này là bây giờ là bán mỗi một cân là được bao tiền đấy chị? Mỗi một cân 10.000 à? Thế có phải là mang ra đến ngoài chợ Hà Giang hay là mình bày ở dưới đường này thôi? Bày dưới Hà Giang. À, tức là phải mang ra ngoài chợ Hà Giang bày ở ngoài chợ đấy bán đúng không? Vâng. Ừ. Cái thời gian này chị có hay đi chợ đều không? Lâu lâu đi một lần. Lâu lâu đi một lần. Nếu mà đi như vậy thì chắc chắn là anh Lùng phải đưa chị đi chứ đúng không? Vâng. Chứ bây giờ là chị làm sao mà biết đi xe máy? Chị biết đi xe máy không? Chị không biết đi chị. Không biết bị rối loạn tiền đình hay là cái gì kiểu cứ hoa mắc, chán mặc không ra đi. Ừ. Chưa đi khám, không biết bị cái gì. Ôi, cái này thì chị phải cho anh Lùng hôm nào mà rảnh ấy thì chị nên đi khám chị ạ. Đấy, chứ để bệnh lâu ngày về là bị nặng thêm là nguy hiểm lắm. Ừ. Từng này là có tầm khoảng mấy cân đây? Chắc là 5 cân, 6 cân. À, có tầm khoảng 5 đến 6 cân. Mỗi cân 10.000 thì chỗ này cũng bán được tầm khoảng 5-60.000 đúng không? Ừ. Mà em thấy là hệ của nhà chị này là tốt nhờ. Nó vẫn tốt nhưng mà vẫn còn non lắm. Đúng rồi. Đấy, bởi vì là cái nghệ này thì chắc là mầm nó vừa mới mọc thôi nhà chị nhờ. Đấy, có một vài mầm này đang nhú lên này nhờ. Đấy, nghệ này nghệ non. Đấy, nếu mà qua mùa này đi đến gần Tết ấy, đấy, đến những cái tháng cuối năm ấy thì nghệ nó sẽ già hơn nhiều nhờ. Đúng rồi, bây giờ mùa này là những cái ngọn nó bắt đầu là nó mọc. Đấy, khi đấy là lá nó rụng đi hết rồi ấy, nó trụi đi hết rồi, khi đấy thì nghệ nó mới già nhờ. Thế là mai đi chợ là bán nguyên cái nghệ này không à? Không bán cái gì thêm à? À, dễ cỏ danh nữa, dễ cỏ danh đâu chị? Đâu? Ở chỗ nào? Đấy. Đấy, đi bán thì dễ cỏ danh nữa này. À, cái chỗ này là rửa rồi à? Rửa rồi. À. Ây da, nhiều ấy nhờ. Dễ cỏ danh này, chị đi đào ở chỗ nào? Chị mở đào ra xem nào. Đấy. Đào chỗ lúng. À, đào chỗ lúng mà. Lúng 17. Ờ, trong thung lúng đấy à? Vâng. Một mình chị đi đào hay là với ai đi đào một đây? Mình nữa. À, một mình đi đào. Đào một buổi là đào một ngày được từng này? Là một buổi được từ này. Đấy. Chị đảo nhanh nhờ. Cái này là mỗi một bó là chị bán bao nhiêu tiền? Một bó 10.000. À, cũng mỗi một bó là 10.000. Có cô bác nào mà lấy giấy cỏ danh thì có thể là liên hệ với lại Trung. Đấy, Trung mua giúp cho các cô các bác. Bởi vì là có rất là nhiều các cô các bác vẫn gọi điện cho Trung thường xuyên là muốn mua cái giấy cỏ danh này để ngâm rượu hoặc là về để đun nước uống. Có rất là nhiều công dụng của cái giấy cỏ danh này. Chị, đây là trước mặt đây là chị nuôi gà. Vâng, nuôi gà. Ai già. Là kiểu nhà mình gần ruộng nương của họ thì lúa người ta chín, sắp chín mình phải nhốt. Gà không đi phá của người ta. Ừ. Đấy. Nhốt để khi nào lúa của người ta. Chính ra là em thấy là cái chuồng gà mà của nhà anh chị này là mất rất là nhiều công nhờ. Đấy. Thế đi lấy cái cây này ở tận đâu đấy? Cái cây này. À, bởi vì là em nhìn ở xung quanh đây là không có chỗ nào có đâu. Đấy, với lại cây này là nếu mà làm thành cái chuồng gà ấy, không cho gà ra ngoài là phải rào thật là khít với nhau đúng không? Đấy. Không là chỉ cần hở ra cái là gà ra được luôn. Đấy, mà cây này cao nhờ. Chuồng này chắc vừa mới làm thôi đúng không? Thế nhà chị là có nhiều gà không? Vài con nữa thôi. À, có vài con nữa à? Nhưng mà mình phải nhốt gần nhà, gần nương chuồng người ta thì phải nhốt. Đúng rồi. Vì là mùa này là mọi người đang tra ngô đúng không? Đúng rồi. Đấy, còn cái chỗ này là chị là cái này vừa mới đi đào về đấy à?
chỗ này dế nó ngắn hơn nhỉ chị nhỉ, đúng không? Đấy. Ừ. Cái này là rửa là phải là lăn đi lăn lại đấy, vò đi vò lại xong là tước đấy, ra từng cái dế một cho nó sạch rồi là mới nhặt gom lại thành bó đấy. Mới bó là 10 hoặc là 15 20 nghìn. Đấy, thời gian này là vào cái mùa mưa này, ở đằng sau nhà của anh Lùng này. Đấy. Nước rất là nhiều luôn. Còn ở cái khu đằng sau này thì vụ nào anh Lùng cũng trồng lúa này. Đấy, lúa bây giờ đang bắt đầu là trổ bông rồi. Lúa rất là tốt luôn. Xanh mướt mờn này. Chỉ tầm khoảng 2 tuần nữa thôi thì bà con ở trên bản Lũng Buông tiếp tục là được gặt lúa vụ mới tiếp rồi. Đấy, sau vụ này thì phải đợi khi nào là ăn Tết xong ấy, tức là sang năm đấy, lại tiếp tục là trồng cũng như là cấy một vụ mới tiếp theo. Thôi chị làm đi nhá. Vâng. Em về đây. Vâng. Ừ. Đấy. Cháu với lại con thì lại đang bị tai nạn ở dưới viện nữa. Lo nhất là đứa bé còn nhỏ quá. Thế. Mẹ nó lại bị thương nặng đó. Đúng rồi. Bị trèo chân với lưng nó không biết bị sao rồi. Không đứng dậy được. Thế bây giờ là xe rồi là mọi thứ là chắc chắn là bên công an người ta giữ rồi đúng không? Đợi khi nào mà khỏi thì mới bắt đầu là lên làm việc. Còn hôm nay là họ chỉ có đo mọi thứ trước thôi đúng không? Đấy, nơi xảy ra ở chỗ hiện trường thôi. Đấy. Cái vấn đề em cũng rất là lo là cái đứa bé kìa. Lo nhất là đứa bé nó không biết cái gì, vẫn còn nhỏ quá. Đấy. Thì đau nó là không biết. Cháu đấy là cháu trai chứ nhỉ? Vâng, cháu đấy. Trai. Cháu tên gì đấy chị? Cháu là Duy ạ. À, cháu tên Duy à? Vâng. À. Quá nguy hiểm luôn. Đi đâu là con nhỏ này. Cháu chỉ đang được có tháng, 2 tháng thôi. Mẻ mén này là chị sáng nay vừa mới nấu hả chị? Dạ. Mẻ mén này này. Vâng. À. À. Nhà bếp của anh Lung này. Thôi anh em anh ăn cơm đi. Anh Lung với anh Vàng ăn cơm đi. Ăn no chưa đấy? Thức ăn vẫn còn nguyên này. Hay là thấy em lên thì ngại không ăn nữa hả? Ừ. Nhà của anh Lung là cái ngôi nhà đầu tiên trên kênh của Trung này. Đấy, sắp tới này thì Trung tiếp tục làm cho hai mẹ con chị Máy một ngôi nhà, vì là cái con đường ở trên Bạch Công Mèng thì giờ họ mới đang cho đi thôi, cũng như là hôm nay thì là ngày mùng 1 bước vào tháng 8 rồi. Đấy, nên chắc ngày mai ngày kia chúng sẽ lên trên nhà của chị Máy. Đấy, chị ở nhà chúng sẽ tiếp tục chở vật liệu lên và cho chị chuyển vật liệu tập kết đầy đủ. Đấy, thì chúng sẽ tiến hành làm nhà cho hai mẹ con chị Máy, cũng là ngôi nhà thứ năm trên kênh của Trung. Chúng cũng rất là mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý khán giả, các cô các bác nhiều hơn nữa, cùng Trung giúp đỡ thêm được nhiều hoàn cảnh ở trên bản. Thôi nhá anh Vàng ơi, anh Lùng nhá, em cũng xin phép đi về luôn đây. Đấy, tranh thủ trời nắng này em còn đi về và đi chở vật liệu ấy. Còn anh Lùng xem điện thoại rồi là mọi thứ. Đấy, cháu rồi là con cái như nào là chủ động xuống dưới đấy xem tình hình nhá, anh Lùng nhá. Ừ. Đấy, lo nhất là cái đứa bé kìa. Thôi em đi về nhá anh Lùng nhá. Thôi có gì em gọi cho anh Vàng nhá. Chiều nay chắc là em không đi được rồi. Đấy, để ngày mai đi. Đấy, còn ngày mai đi nếu mà quyết để thống nhất được phương án là làm ở trong đấy. Đấy, thì sẽ nói đến cái vấn đề lương động.
đấy, và lương lậu, và anh Vàng sẽ là về dắt trâu rồi dắt bò vào trong đấy. Anh Vàng ở trong đấy là có chuồng trại rồi mọi thứ sẵn rồi, mùa này có rất là nhiều cỏ. Anh Vàng nhá. Ừ. Đấy, bắt tay với anh Vàng ấy nhỉ. Anh Vàng này chơi lớn đấy. Ừ. Đấy. Cơm với anh nhưng mà về muộn quá, mà anh ăn no mấy mấy đêm thì không có ăn cơm gì. Lâu rồi anh Lục à, em ngủ được một giấc rồi đấy. Thôi một chết đây. Đấy, anh Vàng có ý chí như này là quá tốt rồi. Vâng. Đấy, anh Lục vừa mới làm cái nhà mà để đồ này, để mấy túi lúa này, rồi là để củ, rất là tiện luôn. Cảnh là ở trước sân nhà anh Lùng này. Quả là trước thì chúng lên làm nhà của anh Lùng lâu lâu ấy. Còn có một quả chín ấy. Đấy, giờ thì lá cũng gần qua vụ thôi. Đấy, nhưng cái gốc cây na của nhà anh Lùng này thì có rất là nhiều quả, nhưng toàn quả ấy. Nói chung nhìn thấy là vẫn còn non thôi. Đấy. Còn lâu nữa mới có thể là chín. Đấy, chuồng bò của anh Tành này. Vừa rồi thì chúng chở vật liệu lên đây. Thấy anh Tành, anh ấy chia sẻ rồi. Đấy, sắp tới này anh ấy sẽ nuôi thêm tầm khoảng gần chục con bò. Đấy, giờ thì công việc của chúng cũng đã đến về chở vật liệu lên cho bà con rồi. Đấy. Nên là chúng có thể lên trên đó được. Ngày mai ngày kia thì có thời gian rảnh thì chúng sẽ lên trên mô hình nuôi bò của anh Tành, quay video cho quý khán giả xem. Chúng cũng rất là mừng, rất là vui bà con ở trên bản ngày một phát triển, chịu khó chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Như là anh Vàng ấy, gọi chúng lên nhà của anh Lùng ấy, muốn cho chúng mua thêm trâu ấy, cho anh đến nuôi ấy. Nhưng vì là cái tài chính của chúng thì còn rất là hạn hẹp ấy, chúng cũng đang gom tiền ấy, sắp tới này thì có thể là thấy chiếc xe ô tô, vì là xe ô tô của chúng thì bây giờ cũng đã cũ rồi ấy, nên vậy là đi hỏng rất là nhiều, mà đi đường trên bản thì rất là khó nữa ấy, nên rất là nguy hiểm. Giờ thì chúng cũng chuẩn bị đi về rồi. Lộc đi đâu đây Lộc? Lộc đi câu cá. Thế mấy hôm nay đi câu có được không? À, mấy hôm đi câu được à? Đội mũ vào Lộc. Đi câu tận đâu? À thế à? Ừ, thôi Lộc đi câu cá đi nhá. Lộc ăn kẹo không? Này, ăn kẹo chú ơi. Cho Lộc viên kẹo nhá. Ừ. Giờ ơi, đội mũ vào chứ. Đấy. Lộc đang đi câu này. Đấy, chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Chúng chúc quý khán giả, các cô, các bác, cả nhà mình buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo.